Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại trái cây nó có rất nhiều dinh dưỡng nha. Đó là trái thanh long. Thanh long là loại trái cây chứa nhiều dưỡng chất và vitamin nhất. Những dưỡng chất này làm cho trái thanh long được ưu ái và gọi nó là siêu trái cây super fruit, cực kỳ có lợi đối với sức khỏe, từ giảm cân đến các bệnh về tim mạch. Thanh long thì được trồng ở các nước có khí hậu nhiệt đới và Đông Nam Á nha các bạn. Ở đây thanh long được biết đến với công dụng chữa bệnh. Trong khi thế giới vẫn đang nghiên cứu về giá trị của nó thì thanh long nó là một loại trái cây chứa các hàm lượng chất dinh dưỡng rất dồi dào, gồm vitamin C, vitamin B, chất xơ, chất chống oxy hóa, canxi, sắt, phosphor và các axit béo nha các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn viếng thăm một vườn thanh long đã được 3 năm tuổi nha các bạn. Do dịch Covid và hạn mặn cho nên giá cái thanh long nó cũng bấp bênh. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì giá thanh long cũng tạm ổn. Bây giờ mời các bạn theo chân mình vào viếng thăm vườn thanh long của ông chú nha. Có lựa lại gì không? Lựa lại chứ hai nó bán sơ 17.000. Cái này là nó lựa sơ lại mà được cái này hổng cắt dao rồi. Cái này để nâng lên rồi, cái này đúng ra nó không có hàng cơ như nó hàng trung. Trung trung không điều do luôn nè ha. Nó điều nó hàng trung nhưng mà hổm là mua cái giá hợp đồng hổm và bữa nay thể hàng mà đúng đúng hàng thì lấy hết. Nó vậy đó. Bị hổm cắt hàng tiền. Vậy đó. Nói chung chắc cũng hơi hút lại rồi đó, 17.000 xô vậy là bán được rồi đó. Ha. Ngập ngoài miền Trung xong ngập chắc lên thăm mấy. Bây giờ nước ngập mà lại triều cường nữa. Giờ cây những cái vùng mà thấp á là bị hư, phải bơm ra cực lắm. Nhưng mà Tân Phước mà chẳng có vất vả đó. Cũng có đê rồi nhưng mà mưa động thì nó thấy bơm á. Bữa lúc qua làm nhiều không? Cũng đồ lay gai. Nè mới đúng 3 năm mà mình ăn hết 2 vụ rồi. Giờ nó mới có 1 năm ăn à. Thì năm rồi đã ăn rồi, năm nay ăn nữa. Là 2 năm mà mới có 3 năm mà. Năm nay là cái năm ăn có điện nó có giá, có điện rồi năm nay nó rớt giá. Nay rớt giá nó không có đẻ tiền nó được, nó lấy vốn được rồi. Rồi giờ năm nay gỡ vốn đi qua sang năm lấy lợi. Thì nói chung là nói vậy, điểm năm nay mới lấy vốn. Nói chung năm nay cái mùa dịch rồi hạn mặn trái cây cái nào cũng thất thu hết đó. Mình ở đây thì nó còn đỡ miền Trung ngoài thấy không? Lũ lụt lên nóc nhà ở luôn á. Mấy ông đi ấy chết hết mười mấy ông tướng đá rồi không? Chúng ta còn 13 người á. Tướng đá rồi không? Mấy ông chỉ huy không? Thì mày hai bốn sáu tám chín trái. Quá là điều do luôn. Cứ cắt trái 10.000 vậy từ sáng giờ hồi nãy giờ cắt bao nhiêu trái rồi? Mấy trái này 8 gram, 7 8 gram. 7 gram. Cái này cả hồi lúc mà 2. Đó cả ký mà. Này, trên 8 gram mà. Hồi lúc thăm mấy ngàn ký rồi bán cái đã. Cái này 1 ký nè. Cái đó đó. Cái nào 1 ký rồi? Cái này ha. Hai cái này 1 ký không phải không? Cái đó
một ký rồi. Nè. Năm nay với năm rồi khác liền, năm rồi thấy cắt nhỏ nhỏ thấy mất gầu. Gặp ai nhà nản năm rồi chắc bỏ của luôn. Mấy ngày già đủ sức rồi. Với lại đợt đằng này ít nuôi nổi. Mấy dây nuôi. Mà thiệt trái ít ít thì nó ngon, trái nhiều quá cái cây gì nó đâu có trái lớn được. Thôi được, chắc ra đi. Hai đây cần hồi xe tới lấy hả? Xe tới lấy. Nó vô hộp đó mà. Vô thằng kết gì đó, cái gỗ. Vô cái kết gỗ có lót cái mốt không? Giấy. Cái lớp đi qua vậy, tờ giấy, giấy báo. Nó mà gãi cái ngoài này nó mới. Ba cái này nó giòn, gãi nó chảy mũ. Nó sẽ héo mấy cái tay này nè phải không? À, gãi rồi. Mấy cái tay này ta sẽ dạt ra. Nó phải sơ sức. Gãi nó sẽ chảy mũ ra. Subscribe to my channel and also press this bell icon.